Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay Tốn Moto giới thiệu cho anh em còn mấy chiếc xe Rebel nè. Giới thiệu cho anh em để anh em nào cần thì liên lạc cho Tốn Moto để chốt giá nha. Rebel 125, 150, 170 nha. Giá cực kỳ siêu rẻ luôn, giá chỉ có 41, 42 triệu thôi. Anh em nào mua thì liên lạc cho Tốn Moto theo số điện thoại là 0369 nha, 669, 659 để được có giá tốt nha. Giá có thể fix cho anh em ở xa, anh em nhiệt tình nha, tiền giấy. Giá có thể fix cho anh em. Đây, Rebel 170 nha, giá của nó chỉ có 41 triệu thôi. Anh em nào ở xa thì có giá fix cho anh em. Giá này là giá thị trường thôi. Còn nếu như anh em ở xa thì bên Tốn Moto có thể fix cho anh em tiền xăng tiền cổ để cho anh em về. Đó. Rebel 170. Xe này thì nguyên zin nha, xe rất là đẹp nha. Nói chung anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm bất kỳ cái gì hết. Vì xe này là quá đẹp rồi, xe bên Tốn Moto bán ra thì xe nào xe nấy cũng rất là chất lượng nha. Tuyệt đối xe riêng nha, không có độ, không có chế gì nha. Đó, không có giống như mấy cửa hàng khác nha. Bên Tốn Moto là tuyển chọn những xe đẹp về bán nha. Tiếp tục đây là Rebel 150 nè. Dòng xe này Rebel 150 thì nó lại có kết nước nha, và quạt gió có biến nhiệt. Đó, nên anh em đi xa thì cũng rất là tốt luôn vì nó có kích nước. Xe này thì kiểu dáng nó rất là đẹp, máy móc thì nhìn nó rất là hợp lý vì nó có kích nước, nhìn nó rất là đầy đặn và đi xa rất là tốt. Kiểu dáng ngồi thì tư thế ngồi thì nó rất là thoải mái cho anh em đi xa luôn. Anh em đi đường trường thì nó rất là tốt nha, nó không có sàn lát hoặc gây sự mỏi lưng gì cho anh em hết, tư thế ngồi nó rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt là nó dòng xe Rebel thì nó hai bô, hai bên nó nổ tiếng máy rất là hay nha, rất là lực, rất là ấm luôn. Thì dòng xe Rebel là nó được cái là nó hai máy nên là ra nó hai bô, anh em chạy nó rất là đẹp và tiếng nổ cũng rất là hay luôn. Vì mấy dòng xe này thì anh em đi xa nó rất là đàm luôn, vì nó nặng ký nên nó rất là đàm, ra đường trường chạy nó không có bị sàn lát giống như những chiếc xe mô tô khác, như là mấy chiếc khác thì nó nhẹ hơn thì ra đường trường nó chạy lanh thì nó có cái độ sàn lát, còn cái này thì nó nặng, nó không có cái độ sàn lát, bánh rồi nó lớn. Và cũng như mấy xe khác thôi, xe này là nguyên zin, không có sửa chữa gì hết, anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, anh em không cần làm gì nha. Mấy dòng xe này máy móc rất là chuẩn luôn, rất là bóng, rất là sáng nha, đồ xi còn rất là đẹp. Anh em nào mua thì liên lạc theo số điện thoại theo Tốn Moto là 0369 nha, 669, 659 để được chốt giá nha, đi đúng cửa hàng nha, chứ nhiều lúc anh em đi mấy cửa hàng khác mà cứ nghĩ là nó là Tốn Moto nha. Video này em sẽ quay sơ lược vài con để cho anh em cần nào cần thì liên lạc nha, vì bên em rất là nhiều xe em không thể quay hết được. Đây là Rebel 150 có kích nước nha, xe này thì quá đẹp rồi, quá chuẩn. Rồi, tiếp theo đây là Rebel 125 màu đỏ đen, nó là dòng phone lớn nha. Nó về dòng phone lớn, anh em nào thích phone nhỏ có phone nhỏ nha, để xíu em sẽ quay phone nhỏ cho anh em. Còn đây là cái phone lớn, anh em nào thích thì liên lạc nha. Và giá của nó cực kỳ dễ thương luôn, giá chỉ có 41 triệu thôi, giá có fix cho anh em ở xa luôn. Thì cái này là em đưa ra giá sàn thôi, còn anh em nào thiện chí ở xa hoặc là thiện chí mua nhanh hoặc là vui tính thì có thể em fix giá xuống cho anh em. Và cũng như mấy xe khác thôi, xe này là nguyên zin nha, không có sửa chữa, không có độ chế gì hết,
mẫu mã nguyên ring hết, không có làm cái gì bất kỳ cái gì. Anh em mua cũng mua về chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm thêm một cái gì. Đó. Mà cũng tiếp theo đây là chiếc Rebel NC 170. Dòng này thì nó quá lớn này. À, anh em nào mua thích dòng Rebel NC 170 có kích nước nha, quạt gió cộng máy nhiệt luôn. Dòng này thì dòng lớn tắt lớn nha, dòng này là phiên bản đặc biệt nha, phiên bản lớn. Này là có kích nước, quạt gió cộng máy nhiệt luôn. Dòng xe NC 170 nó hai máy, hai bô. Này thì bánh đồ nó rất là lớn, bô đồ rất là to. Mấy dòng này thì nó nổ rất là lực, rất là mạnh luôn. Mấy dòng này thì nó nhập khẩu từ Malaysia nha. Hãng Motorrad Việt Nam mình nó nhập về, nguyên gốc nó là máy móc là nó nhập từ Malaysia về, nó lắp ráp tại Việt Nam mình. Nó lắp ráp tại quận 6 nha. Nếu như anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ biết, còn nhiều anh em ở tỉnh thì người ta không biết đâu. Nó lắp ráp tại quận 6 mình, cái này là hãng Motorrad Việt Nam mình nó nhập về. Dòng này tới 3 thắng đĩa, 2 đĩa trước, 1 đĩa sau. Dòng này thì nó đồng hồ điện tử nha. Dòng này thì nó được đồng hồ điện tử. Dòng này thì nó đồng hồ điện tử và đồng hồ có xăng này đây. Dòng này thì nó, giá của nó là 45 triệu. Dòng này là dòng lớn nha anh em. Dòng này là giá nó 45 triệu. Em chỉ một cách nữa, anh em nhớ vô nè, anh em nhớ nhấn chuột vào, anh em bấm khi mà anh em xem kênh của Tuấn Mô Tô đúng không? Rồi, anh em vô kênh Tuấn Mô Tô nè. Rồi, anh em vô kênh Tuấn Mô Tô nha. Anh em xem video đi. Đó, vậy cho anh em vậy. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh của Tuấn Mô Tô nha, để theo dõi nha. Đó, anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh của Tuấn Mô Tô để theo dõi. Tuấn Mô Tô chỉ có một kênh này thôi nha. Đó, anh em nhìn hình ấy, anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha. Anh em nào đăng ký kênh rồi thì bấm like hoặc chia sẻ giùm em nha, em cảm ơn rất là nhiều. Mua bán rất là uy tín anh em đó. Đây là chiếc Super Harley 170 dòng xe máy V nha. Dòng xe này là kiểu dáng châu Âu nha. Nó rất là hầm hố luôn. Mấy dòng này thì có phải suy nghĩ đi. Nó quá đẹp. Nó hai bô nằm một bên. Dòng xe này là máy V. Và con này giá của nó là 65 triệu nha. Con này giá của nó là 65 triệu. Xe là nguyên riêng 100% nha. Ốc vít là chưa mở, chưa làm gì nha. Nguyên riêng 100%. Chưa bao anh em là chưa mở, chưa sửa chữa. Máy cực kỳ êm luôn. Nếu như anh em thích test máy em bật quá nổ máy cho anh em xem luôn. Này là dục dòng đồng hồ điện tử nha. Nó đồng hồ điện tử. Dòng này là dòng mẫu Super Harley 170. Rất là nhẹ nổ, đề phóng là nổ liền. Máy rất là êm, guarantee nó rất là nhuyễn. Rebel 170. Rebel 125 mẫu nhỏ nha. Giá của nó là 41 triệu, giá có thương lượng cho anh em luôn. Anh em ở xa thì giá có thương lượng, có tiền cà phê cà pháo cho anh em ở xa. Rồi đây là Fortune Wing. Xe này là cuối đại tuần, cuối giữ luôn. Xe nguyên riêng 100%. Không có độ chế, không sửa chữa gì. Máy móc là nguyên riêng nha, rất là êm. Chạy đường trường rất là tốt luôn. Kiểu dáng tư thế ngồi rất là thoải mái, không có gây mỏi lưng nha. Đây là chiếc Yamaha Virago 125 dòng xe máy V nha.
là máy V. Và giá của nó cực kỳ dễ thương luôn, giá của nó chỉ có 32 triệu thôi. Giá của nó 32 triệu xe máy V luôn nha. Dòng xe Yamaha chính hãng nha, nhập khẩu từ Nhật nha. Này là dòng xe Yamaha Virgo 125. Đây là FZS 150 nha, giá của nó cực kỳ dễ thương luôn. Giá của nó chỉ có 26 triệu 500 thôi. Hùng Yamaha 150 FZS nha, xe còn nguyên zin luôn, rất là đẹp nha. Máy móc zin nha, chưa làm gì. Không có độ giấy gì nha, xe nguyên zin nha. Vô bọc rồi là còn nguyên zin hết. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em sơ số điện thoại là 0369 nha, 669-659 nha, để được chốt, để được chốt giá nha. Giá có fix cho anh em ở xa nha, anh em nhiệt tình, anh em vui vẻ là giá có fix nha. Anh em nào đăng ký kênh là giá có fix luôn đó. Anh em nào bấm like bấm đồ thì giá có fix luôn cho anh em. Rồi, xin chào hẹn anh em video khác nha. Địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nếu như anh em không biết thì anh em cứ lên ngồi tới 4 xã alo cho em, hoặc lên công viên Đầm Sen cho em alo cho em nha.